Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay mình sẽ mở hộp một con chiến cơ. Đó là con chiến cơ Vũ Điệu Cuồng Phong. Con này là chiến cơ của một trong năm nhân vật chính nha các bạn. Và con này mình thấy nó khá là dai khi trong phim từ đầu tới cuối. Nó vẫn là con này chứ không bị thay đổi như cái con khủng long với cá sấu. Con khủng long bị nâng cấp tới 4 lần. Còn con cá sấu là 3 lần, còn con này thì không lần nào. Cũng giống như với con tượng ảnh thần binh vậy, từ đầu tới cuối vẫn là một con. À, bây giờ mình sẽ nói qua phần vỏ hộp. Đây là cái tên của nó. Rồi nó có mã là 681003. Và đây là nhân vật sử dụng nó. Thì đây là một cái hộp dạng vỉ nha, nó ép như vậy. Và khi muốn bóc thì phải bắt buộc phải xé cái này ra. Và đây là phần phía sau hộp của nó, bao gồm list của các con chiến cơ dòng cơ bản từ mã 001 tới mã 010. Bắt đầu từ con kiếm thần xung kích và kết thúc bằng con cá kình thiên lôi. Và đây hình như là hướng dẫn sử dụng. Đây là cái tem của OD. Còn đây là cái chú ý. Và nó chỉ có vậy thôi nha, cái vỏ hộp. Và phía trên vỏ hộp thì có hình của một con kiếm thần xung kích và một cái logo của chiến cơ siêu hạng với tên tiếng Hoa dịch lại là cơ giáp thú thần. Và bây giờ mình sẽ mở hộp nó ra cho các bạn xem. Và bạn nào muốn mua con chiến cơ này có thể vào Shopee của mình và mình để link dưới phần mô tả nhé. Đây. Và đây là con chiến cơ. Thì đầu tiên mình sẽ lấy cục vật ra trước. Đây chính là cục vật của nó. Giống như bao cục khác thôi, nhưng mà ở đây nó không có khác cái ký tự gì đó. Và một tấm giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Trung. Hình như là cái mặt này nó chỉ cách tháo lắp thì phải. Như vậy. Còn mặt sau là hướng dẫn sử dụng nè. Và đây chính là con chiến cơ Vũ Điệu Cuồng Phong. Cầm con này cũng khá là ổn. Đó, mình thấy nó khá là nhẹ. Mà tên và tiếng động cơ của nó mình thấy nó khá là yếu nha. Mình không chắc là động cơ nó yếu nhưng mà cái tiếng của nó khá là nhỏ. Để các bạn có thể nghe. Và đây hầu như là đặc điểm của cái con chiến cơ mà mở hộp ấy. Hầu như là vậy. Ngoại trừ con thiết giáp tây kỵ và con hỏa linh sừng cứng. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cho chạy thử con chiến cơ này. Và quay trở lại với con chiến cơ này, mình sẽ cho nó đấu. Mình cho nó đấu với cá sấu móng xanh như các bạn. Và đặt hai con bên cạnh nhau mình mới thấy là con Vũ Điệu Cuồng Phong nó dễ kéo hơn là cá sấu. Ôi sao? Chừng nào mình không biết tính sao các bạn. Hai con nhà nó không nó cứ cứ sao sao ấy. Mình chơi đấu thêm một trận như thế sao? Còn không được nữa thì thôi. Con Vũ Điệu Cuồng Phong nó kéo khá là trơn tru.
Và ok, vũ đi cuồng phong mới dừng trước rồi, sau đó cá sấu mới dừng. Vậy chữ này là cá sấu muốn sinh thắng nha các bạn. Rồi tiếp theo là con chiến cơ tượng ảnh thần binh. Hai con, mỗi con mình kéo 5 lần. Và nó đánh cho tượng ảnh thần binh lật ngửa luôn các bạn. Vậy trận này vũ điêu cuồng phong thắng. Và tiếp theo mình cho đấu với độc giác ác linh, dòng cơ bản. Và độc giác lên nó đã lật ngửa rồi. Vậy trận này vũ điêu cuồng phong thắng tiếp nha các bạn. Và trận tiếp theo mình cho nó đấu với giáp sát thiêu hình. Mình chưa kéo lại với một con nó bị tụt dây rồi. Và rất nhanh chóng vũ điêu cuồng phong nó đã đánh bại được giáp sát thiêu hình, đánh cho lật ngửa luôn. Vậy là mình chơi đấu 4 trận, chỉ thua 1 trận và thắng tới 3 trận. Và tiếp theo mình cho nó đấu với chiến giáp gai thép. Và có vẻ chuyện này là sao ta, coi như nó hòa đi, chẳng con nào thua con nào, mà trong khi đó con này nó bị, mình thấy con này nó bị đẩy ngược lại, có vẻ con này sẽ thua. Và trong khi đó đánh cho con giáp, con chiến giáp của mình xuất luôn cái miếng đề cả này các bạn, quải thật đấy. Đề ca này á, cái miếng này bên dưới có miếng dầu, cái lớp dầu đó nhìn rất là trơn, không có dính hẳn ấy. Sao ấy, nói chung là nó không dính hẳn được nha. Và trận này có vẻ là con này sẽ thắng, chiến nhập công phạt nhầm, chiến nhập gây thép sẽ thắng. Và tiếp theo mình cho đấu với cá sấu gầm thép. Và con này con bản chiến chung nha, con mới nha. Và không biết con nào thắng nữa. Và mình mới phát hiện ra một cái điều rất là hay, đó là cái càng của con này nó bẻ được nha các bạn. Bẻ được tới 110 độ luôn ấy. Đây đâu 100 độ chứ. Đây. Mới biết sau khi va chạm với con, rớt ra luôn rồi các bạn. Sau khi nó va chạm với con cá sấu gầm thép thì mình mới phát hiện ra cái vấn đề này nha các bạn. Và mình cho đấu tiếp nha, hồi nãy thì không có con nào thắng cả, nó dắt nhau đi chơi ấy. Và mình sẽ mở càng của hai con này ra xem như thế nào. Và
cá sấu gầm thác bị nó ủi chứ không chịu phát nào. Vậy là chuyện này con chiến thắng là Vũ Đại Cuồng Phong. Và tiếp theo mình sẽ cho lợn săn địa ngục đấu với nó nha. Và mình thấy con này nó đã bị lợn săn địa ngục nhấc bổng lên. À, con này thua. Tiếp theo mình cho đấu với Long Thần Vô Song nha. Mỗi con mình kéo 6 lần nha. Và hiểu rồi đó các bạn. Trận này Long Thần Vô Song thắng nha. Nhưng mà Long Thần Vô Song nó lại dừng trước, trong khi con này nó còn chạy nha. Ảo thật đấy. Và tiếp theo mình cho đấu với cá sấu gầm thét. À nhau, cá sấu thần thánh. Lâu quá quên tên. Mình kéo lại nha. Tại hồi nãy mình trượt trượt tay làm cho cá sấu nó bị kéo kém mức một lượt ấy. Và nó đã bị cá sấu kéo lê đi. Vậy trận này con cá sấu thắng. Tiếp theo mình cho đấu với Thiết Giác Tê Kỵ, một con chiến cơ rất là mạnh. Và vãi thật đấy các bạn, nó thắng luôn cả Thiết Giác Tê Kỵ. Nó đẩy cho Thiết Giác Tê Kỵ lật ngửa luôn. Và tiếp theo mình chơi đấu với Chiến Thần Tận Thế. Nghe tiếng mà chói tai quá. Và trận này con này nó bị đẩy ngược lại rồi, vậy là Chiến Thần Tận Thế thắng. Con cuối cùng là Chiến Giáp Công Phá nha các bạn. Oh no. Chỉ nghe con phá bị nó đẩy ngược lại, đẩy đẩy không chịu phát nào. Và trận này Vũ Điệu Cuồng Phong thắng. Và tóm lại thì con Vũ Điệu Cuồng Phong này nó thắng được một vài con chiến cơ thuộc dòng cơ bản, mấy con kiểu kiểu vậy, và thắng được cả Thiết Giác Tây Kỵ bằng cách là đẩy cho nó lật ngựa. Và tuy nhiên nó lại để thua tới 4 con dòng siêu hạng, gồm cá sấu thần thánh, Long Thần Vô Song, lợn săn địa ngục, Chiến Thần Tận Thế. Và nó chỉ thắng được có mỗi Chiến Giáp Công Phá. Tóm lại là chuyện này Chiến Giáp Công Phá nó hơi fail. Còn con cá sấu thì mình quên mất rồi, xin lỗi các bạn nha, thời mà quên mình không nhớ rõ nữa. Ngoài ra còn 2 con nữa đây. Và video mở hộp
chiến cơ siêu hạng vũ điệu cuồng phong của mình tới đây là kết thúc. Và nếu các bạn thấy video này thú vị thì nhớ like và đăng ký kênh cho mình để mình sớm đạt được 10k sub nha các bạn.